Đây nha mọi người, hôm nay đi qua đây ăn gỏi Thái thì gặp cô này là sư phụ của Tí Thi đây mọi người. Cô là sư phụ của Tí Thi hả cô? À Tí Thi học gọi bên mình lâu không cô ha? Cũng khoảng 2-3 tháng. Cô nó bán cho cô. Công ty của cô là công ty chặt chặt cốt á, cô bán trong một chặt Thái Lan á. Tí Thi có qua bên mình học mấy tháng ha? Mở riêng, nhờ mở riêng, nhờ nổi tiếng quá trời ha. Cô có tên gì cô ha? Cô Cúc. Cô Cúc, dạ. Mình công ty của cô là công ty chặt tôi chặt cốt á. Rồi giờ Thái Lan là nó có. Dạ. Chặt tôi chặt cốt. Ở bên Thái Thái á. Cô bán ở chợ Thái Lan không ạ? Dạ, đây là sư phụ Tí Thi này. Này là em rủa cô, nó cũng là có công ty riêng á, là cô phụ của nó. Dạ. Hôm cô cũng mở một cái nhánh bình thường. Dạ. Giống mình mở cả cái chi nhánh giống gọi Thái này luôn ha. Dạ. Tại vì mấy chị em bán đồ Thái thôi mà. Dạ, bán đồ Thái, dạ. Ăn thấy ngon quá trời cô. Đây là lần đầu tiên con ăn á. Tưởng mình sợ nó tanh á, nhưng mà nó rất là ngon, nó không có mùi gì hết. Cũng có tiếng lắm á. Dạ. Tiếng lắm á, công ty của cô chặt chạy phút đó, có tiếng lắm á. Dạ. Cô trên mạng có hả? Dạ. Cho cô ngủ ra đi. Cô đây là sư phụ của Tí Thi. Bán hỗ trợ thực phẩm. Ngày trước là cô dạy nghề cho Tí Thi. Đây tay nghề trồng gỏi của sư phụ của Tí Thi này. Rồi cho tôi ngủ ra đi thôi. Quán gọi về hè rất là rộng, thoáng mát luôn mọi người. Ngày trước khi theo nghề cô lâu không cô? Theo cũng 2-3 tháng à. Theo cách mình trộn, nó vô nó thấy cách mình nấu nước rồi luôn, trộn nó bắt trước. Hay quá ha. 2-3 tháng mà làm được cũng đâu có khó đâu. Từ đó đến giờ cô gặp lại Tí Thi bao giờ chưa cô? Chưa gặp lại luôn. Cô là lính ha, cô nó ra mấy đứa rồi nó cũng tự mở tức là từ ra mở luôn ha. Cô truyền cho đúng không? Đấy mọi người, hôm nay đi ăn gỏi Thái ở bên Bình Thành thì gặp cô Cúc. Thì gặp cô Cúc là sư phụ của Tí Thi. Tí Thi gỏi Thái ở bên chỗ quận 6 mọi người. Cô có bao nhiêu năm cô làm gỏi này, mấy chục năm rồi hả? Hai chị em đây là 20 năm trong nghề. 20 năm trong nghề. Món gỏi Thái nha mọi người. Gỏi Thái thì mới làm 2-3 năm nay thôi. Dạ. Cô có nói được tiếng Thái không cô ha? Không. Dạ. Tiếng Thái cũng có đệ tử của cô thì tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Campuchia gì nó biết hết. Dạ. Tí Thi nào nói được tiếng Thái? Campuchia. Dạ. Rất là nhiều món ăn mọi người. Mỹ phẩm thôi. Yeah. Rồi nó ra gian hàng của cô nó chơi, chủ yếu nó quảng cáo mỹ phẩm. Xong cái nó thấy cô làm cũng tiệm. Rồi nó vô nó đứng nó bán. Cái nó thấy học, cái thấy cô nó về nó mở luôn. Dạ. Thế thấy có một đệ tử mà thành đạt như vậy thì cô vui không? Vui chứ. Chứ là không lẽ nếu vậy thì xã hội đâu có tồn tại. Đúng rồi. Mỗi cái đệ tử rất là nổi tiếng trong khi thi. Từ Tí Thi của cô rất bây giờ rất nổi tiếng ở trên mạng à. Chất nó trộn cũng không ngon lắm đâu. Dạ. Rồi con ăn là nó rồi. Đây giờ trước cô bán. Có bên đây nè. Cô bán lễ hội Bến Nha Trang á. Thì khách du lịch người ta xuống người ta ăn. Người ta mới hỏi gì chứ khách Tí Thi không ấy biết chứ Tí Thi là đệ tử cô, cái người ta mua về khách sạn người ta ăn. Ăn xong có không sao, nó đúng sư phụ. Ta mua cái chục phần ở đây. Sư phụ thì tất nhiên phải làm ngon hơn đệ tử, đúng rồi. Con ăn là nó mấy lần rồi. Trộn có lúc không có đều. Em ăn thấy sao? Em lúc nó vừa ăn có lúc nó lạc đúng không? Là vì bên đó cái thời gian tâm làm gọi không được đều. Nó không có thấm.
Cái chị mà bữa là khách du lịch quá thì đợi có cái thời gian lúc đó rất đó. Nó ham nói nhiều quá, nó không có tập trung cho nó trộn cái gì. Nó không có tập trung. Cái này là phải trộn nhiều nữa không? Mình làm là phải có cái tâm. Nó ham nói, em học nổi rồi chứ em làm. Con không dọn con trộn một lần mà hai phần hết được. Một phần đứng đợi thì đợi ráng chịu chứ cô có một phần tại vì nó đúng chuẩn gia vị nó mới ngon chứ nếu mà em trộn hai phần là lúc nào sẽ cũng không có chuẩn, không có cái bị lạc nữa. Đúng rồi. Thành ra cô ai đợi cô ai hết vậy rồi một phần làm một phần luôn. Bên kia thấy một lần làm mấy phần luôn. Mấy phần luôn có đâu có thắng đâu. đợi hết rồi hả? Bên đó hả? Dạ có lắm thì nói được mấy lần. Bên này sao em? Bên này nó đều và khách du lịch đó. Bàn tay của sư phụ làm là chắc chắn phải ngon. Bên đó nó không đều bằng bên này. Chưa chắc người Thái nấu ngon bằng người Việt. Tại vì theo khẩu vị của người Việt Nam mình. Hiểu không? Nếu mà người Thái họ nấu theo cái kiểu của họ thì nó ngon. Nhưng mà của họ rất là chua, cái chai thành ra mình về là mình lai Việt Nam rồi á thì cái món ăn của mình nó ngon. Nhưng mà người ta là thích gì Thái. Dạ. Có nhiều khách vô người ta nói thôi có trộn sao nó lai đi chứ mình để trộn cũng Thái mà cũng người ta rất là khó ăn, nó vui lét nè. Dạ. Mà nó cay. Tại vì con cô đi Thái á. Con mua giống phần của anh. Về cô ơi, về cô ơi. Cái bà nó nói được đây. Để bún đi. Bây giờ là sắp này vô rồi, đừng không dính nữa. Hết rồi. Để bán. Dạ. Yeah. Sắp hết rồi. Đây hôm nay đi qua đây ăn gọi thấy gặp sư phụ của Ti Thi thấy vui quá trời mọi người. Chào cô Cúc ạ. Sư phụ của Ti Thi. Dạ, hôm nay đi qua đây ăn gọi gặp sư phụ của Ti Thi mọi người. Thì cái này gọi sầu huyết. Gọi sầu huyết nha mọi người. Cho cô cái ly đi con ơi. Cho cái ly không? Cô làm thì tất nhiên là ngon hơn Ti Thi nhiều rồi, không thể so sánh được tại sư phụ mà kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề rồi. Còn Ti Thi chỉ còn mới học sư phụ 3 tháng thôi ha, mới học 3 tháng thì về mở riêng mọi người. Có ai đây? Đây là lính của đây mà em. Đây là lính của đây mà. Em lên ngôi làng anh sang đây con 18 rồi. Dạ. Sắp tới chắc phải mở thêm nhiều chi nhánh như rồi. Có chứ, chị đang mở thêm. Dạ, dạ. Có nghĩa là các cũng yêu cầu chị mở thêm. Dạ. Chi này cơ các cũng thôi. Thì mình từ đây ra kia đâu có chung được. Mua nái nha, cô nái gì là biết. Cua Thái gọi là cua Thái hả chị? Cua Thái. Gọi là bếp Thái. À, cua Thái hoặc bếp Thái. Dạ. Dạ. Thái Lan. Ẩm thực Thái Lan ở Sài Gòn. Mặc dù mới mở nhưng mà đã tháng 8. Chưa bao giờ có ở Việt Nam. Dạ. Tháng 8. Mình không làm được. À dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đón chờ tháng 8 nha mọi người. Hôm nay mình đang trộn cái gì hả cô Cúc ha? Mình làm cái nước chấm gia vị sẵn. À dạ. Để khi nào ai ăn món gì mình để vô. À dạ dạ dạ. Dạ. Bánh bánh thôi. 250 là xúc xích tục. À dạ. Là tên của người Thái ha. Tên Thái Lan. 250 xúc xích. Dạ. À dạ dạ. Đấy nha mọi người. Phải siêu cay ha. Cái này ớt xay đây mà. Về thì mua về chọn cho nó nhiêu, mua về thì mình sẽ xay xay nhà, thêm tỏi với đường, thêm tỏi với đường, cái này mình có để được lâu không ạ? Nào lên đẹp
Mình để được lâu không ha? Để được lâu em. Không cần chức bảo quản em để cho mấy nhân ngoài hết. Ồ, hay ha. À, bọn cái tỏi em sai chung á. À, đường. Để vô cái mạo lên rất là đẹp. À. Lâu luôn. À ha. Không cần chức bảo quản. Ồ, hay ha. Dạ. Yeah. Đây. Con ơi, bây giờ tập cẩm rồi giờ hết. Lấy rồi. Lấy hết mực nhiêu đây. Rồi. Lấy mực cho tôi đi. Rồi đưa mấy luôn. Lấy 4 miếng thịt xin về. Rồi 1 miếng tụi mình dùng con. Hết nổi rồi, nuôi lại đây, không ăn nữa nha. Cho con cái ly bự cho con. Hết rồi. Hôm nay là tạm dừng ở đây nha mọi người. Hết rồi. Wow, cái này nhìn hấp dẫn nha mọi người. Hôm nay mình đã ăn thử rồi mọi người. À, cái này là món gì cô ha? À, hải sản thập cẩm. À, hải sản thập cẩm. Em về lấy cái bịch rủ lên cho khách đi nha. Mực này. Mực này thì mực chín rồi. Mực thì chín rồi. Dạ, còn như chỉ còn sò huyết với tôm là đang sống. Dạ. Ồ, hay quá ha. Dạ, dạ. Rồi hết. Rồi cho vô đóng mít. Rồi chắc xin phép chào cô Cúc nha cô. Rồi. Dạ, chúc cô sức khỏe mua may bán đắt nha. Rồi chào chị chủ quán luôn nha chị. Khi nào có món mới dạ dạ khi nào có món mới thì em sang em để có điện thoại đi để cho ngồi đây chị liên hệ dạ món cơm lam ăn ở đây nha lấy ơi. Cái này gọi Thái Lan thì có một đặc điểm là rất là cay nha mọi người, phải siêu cay luôn. Cay lắm mà. À, cái này là cơm lam đây mọi người, ở đây bán cơm lam nữa. Đây mình gọi cái món gọi đu đủ mà tôm sống này mọi người. Đây tôm sống này. Đây tôm sống nha mọi người. Bỏ vào nước mắm ớt thật cay luôn. Miếng ăn gốc miếng đâu có chưa? Chưa có miếng hồi nãy trộn cắt đi. Cũng rắn hả? À, cái bên này thì sò huyết này mọi người. Cái kẻ kẻ ta. Kẻ kẻ ăn con đó. Ủa ồ, cái này là bên này vừa sò huyết vừa tôm sống luôn. Bên này là món gì anh ha? Gỏi sò huyết. Khi bên này biết vậy mình gọi sò huyết tôm luôn. Hay là làm thêm sò huyết tôm đi anh? Làm sò huyết tôm luôn, hai thứ luôn. Cho thêm sò huyết. Chưa có xong. Để giùm con mấy con. Cho một miếng trộn nè. Chưa có được đâu, từ từ đi. Để đây nha. Tay vô nào. Miếng trộn có chưa? À, anh chủ quán là tên gì anh? Anh tên gì ha? Anh tên gì ta? Dạ, anh tên Sang. Anh Sang ha? Dạ. Anh Sang nói được tiếng Thái không? Dạ, không. Không rồi. Có hai này. À, để đây là ha.